Theo cáo trạng, vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 26 tháng 9 năm 2023, tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh thấy Đặng Anh Hùng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong túi sách đối tượng đang xách trên tay có một túi giấy màu vàng chứa tinh thể màu trắng. Hùng khai nhận đây là ma túy được người khác thuê vận chuyển. Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Hà Tĩnh, chất tinh thể màu trắng mà Đặng Anh Hùng mang theo là ma túy có trọng lượng 987,9 gram. Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt tử hình đối với Đặng Anh Hùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.